làm thế nào để hòa hợp chuyện chăn gối khi người đàn ông lớn tuổi hơn rất nhiều so với phụ nữ. 90% nguyên nhân của các cuộc ly hôn được các chuyên gia tâm lý ghi nhận là do hai vợ chồng không hòa hợp trong đời sống tình dục. Việc hòa hợp trong đời sống chăn gối là chìa khóa giữ gìn hạnh phúc của mọi gia đình. Tuy nhiên, có những cặp vợ chồng, người chồng lớn tuổi hơn vợ rất nhiều, khi ấy chuyện hòa hợp giữa hai người trong chuyện giường chiếu có cản trở hay khó khăn. Ngay sau đây, hãy cùng Khỏe Mạnh Đúng Cách tìm hiểu rõ hơn các bạn nhé! Theo một số nghiên cứu cho thấy, khi đời sống tình dục viên mãn thì ở cả người nam và nữ sẽ tiết ra hormone oxytocin, giúp cả hai cảm thấy hạnh phúc hơn, giảm căng thẳng. Vì vậy mà hormone này còn được gọi là hormone hạnh phúc hay hormone tình yêu. Còn khi không đạt được viên mãn trong đời sống gối chăn thì sẽ bị tích tụ năng lượng, gây nên ức chế, stress. Trong vô thức, người phụ nữ hay đàn ông bỗng trở nên khó tính, cáu bẳn hơn. Vì thế, các cặp vợ chồng hòa hợp trong đời sống tình dục thì sẽ dễ vượt qua những vướng mắc trong cuộc sống. Còn những cặp vợ chồng không hòa hợp thì rất dễ xảy ra tranh cãi, dẫn đến rạn nứt, đổ vỡ. Theo một số nghiên cứu, đàn ông thường có xu hướng lấy vợ kém tuổi và quan tâm tới đời sống tình dục. Nhu cầu sinh lý của đàn ông theo độ tuổi là khác nhau. Ở đàn ông độ tuổi từ 75 đến 85, số người có bạn tình chiếm tới 72%, trong khi đó với phụ nữ cùng độ tuổi chỉ khoảng 40%. Hơn một nửa trong số phụ nữ đó đánh giá đời sống tình dục của bản thân là tạm được, và 11% trong số đó có hứng thú với tình dục. Đối với những người không có bạn tình từ 57 đến 85 tuổi, 57% đàn ông hứng thú với tình dục. Trong cuốn sách Đạo của Tình Yêu, nhà văn Zolan Chan chỉ ra rằng các nhà hiền triết cổ đại đã tìm ra nhiều lý do cả về tình dục và sinh lý khiến cho sự kết hợp giữa một người đàn ông lớn tuổi và một cô gái trẻ là một sự kết hợp tuyệt vời. Thứ nhất, toàn bộ vấn đề của quan hệ giới tính phần lớn nằm ở việc nam giới bị kích thích và đạt cực khoái nhanh hơn nhiều so với nữ giới. Nhưng khi chúng ta già đi, phản ứng tình dục của nam giới chậm lại và cần nhiều thời gian hơn để cương cứng. Nhiều kích thích bằng tay hơn, nhiều màn dạo đầu để gây hưng phấn. Nói cách khác, sự phân biệt giữa cô ấy và những phản ứng tình dục của anh ấy đã bắt đầu mờ đi. Ở giữa cuộc sống, một loại hòa hợp tình dục thường ngự trị trong các gia đình dựa trên mức độ già đi. Thứ hai, người phụ nữ trẻ tiết ra nhiều dịch nhờn âm đạo hơn trong quá trình giao hợp. Đó là một thành công thực sự đối với người tình lớn tuổi. Điều này có nghĩa là anh ta có thể thâm nhập vào cô ấy mà không cần cương cứng hoàn toàn. Phụ nữ lớn tuổi không chỉ cần mang dạo đầu nhiều hơn để tiết ra lượng chất bôi trơn cần thiết, mà còn không thể duy trì sự bôi trơn này lâu như phụ nữ trẻ. Và thuốc mỡ nhân tạo mua ở hiệu thuốc không bao giờ tốt hơn thuốc tự nhiên. Bôi trơn lâu dài ở phụ nữ trẻ mang lại một lợi ích khác về đàn ông lớn tuổi cương cứng chậm hơn và xuất tinh chậm hơn những chàng trai trẻ. Vẫn còn khá nhiều người cứ nghĩ tình dục là chuyện nhỏ, nhưng thực ra nó không nhỏ. Bởi khi tình yêu đủ lớn thì cả hai mới có thể vượt qua bao sóng gió để đến bên nhau. Nhưng chuyện tình dục không hòa hợp lại có thể đè bẹp và giết chết tình yêu. Khi thiếu thốn tình dục thì con người sẽ sinh ra dục vọng ngoài ý muốn. Vì thế đã có không ít các cặp đôi ngậm ngùi ly hôn, chẳng phải là vì kinh tế hay chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng ai lăng nhăng, mà chỉ vì không hợp nhau trong chuyện ấy. Vậy làm thế nào để hòa hợp chuyện chăn gối? Cần thẳng thắn, cởi mở. Trò chuyện cùng nhau là cách tốt nhất giúp vợ chồng hiểu về mong muốn, nhu cầu của bản thân. Hãy thẳng thắn, cởi mở chia sẻ những gì trong lòng mình đang nghĩ, mong muốn có được để đối phương hiểu và chấp nhận. Những cảm xúc bản thân, ham muốn nếu không nói ra thì nửa kia không thể biết được. Một trong những cách làm cho đời sống tình dục của vợ chồng hòa hợp là nên chia sẻ thật lòng với nhau quan điểm về sex, mong muốn, khao khát của mình. Không viện cớ, cuộc sống có nhiều chuyện xảy đến làm cho vợ chồng mệt mỏi, suy nghĩ chuyện này chuyện kia, thậm chí là cãi nhau khiến cho bạn không còn ham muốn chuyện ấy. Nhưng trên thực tế, có nhiều tác dụng giảm đau, bớt mệt mỏi, gắn kết mối quan hệ vợ chồng hơn. Không vì lý do này hay lý do kia mà trốn những cuộc ân ái, bởi bạn sẽ làm cho đối phương nghi ngờ về tình cảm của bạn. Đến lúc bạn nhận ra chuyện chăn gối quan trọng như thế nào thì tình cảm vợ chồng đã rạn nứt. Luôn tin tưởng nhau, cho dù có những lúc vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng với nhau làm ảnh hưởng đến chuyện tình dục, nhưng phải tin tưởng,
đừng bao giờ hoài nghi và suy nghĩ sâu xa. Chỉ có trao gửi niềm tin, chúng ta mới nhận lại được niềm tin. Tin tưởng nhau là một cách xây dựng mối quan hệ vợ chồng bền chặt. Hãy dành thời gian để trò chuyện cùng nhau. Tin tưởng nhau thì bản thân mỗi người cũng cảm thấy được tôn trọng. Giữa hai người sẽ có sự gắn bó mật thiết, thì chuyện hòa hợp trong đời sống tình dục cũng tự khắc được cải thiện. Có lịch yêu rõ ràng, nghe có vẻ không hợp lý, bởi chuyện yêu lúc nào cũng phải lên lịch trước. Nhưng thực tế, nếu có kế hoạch cho cuộc yêu, vợ chồng sẽ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Đó cũng là cách làm cho chất lượng cuộc yêu đạt hiệu quả cao hơn. Với những cặp vợ chồng đã chung sống nhiều năm thì khúc dạo đầu rất quan trọng, làm cho cuộc yêu được kéo dài lâu hơn. Luôn chăm sóc bản thân. Việc luôn chăm sóc bản thân thể hiện sự tôn trọng đối với bản thân mình và người bạn đời. Bạn sẽ không muốn sex khi mệt mỏi hay thấy mình không có sự hấp dẫn, xuất hiện cảm giác tự ti. Vậy làm thế nào để mình luôn đẹp trong mắt người bạn đời? Hãy chăm chỉ tập thể dục, giữ dáng, chăm sóc da để tạo sự hấp dẫn đối với bạn đời. Hy vọng với những thông tin mà Khỏe Mạnh Đúng Cách ngày hôm nay mang lại sẽ giúp cho quý vị và các bạn có những trải nghiệm bổ ích. Nếu thấy hay, hãy theo dõi và đăng ký kênh cũng như chia sẻ để mọi người cùng biết đến các bạn nha. Ngoài ra, nếu có đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi qua email khoemanhdungcach2021a@gmail.com hoặc fanpage Khỏe Mạnh Đúng Cách. Xin chào và hẹn gặp lại!